Cô Tuyết hả? À, Trời ơi, cô đang đâu đó? ở gần Mùi Dầu nè, mới ăn sáng nè. Đâu ạ? Dạ, mấy bữa nay con coi cái câu chuyện của cô đó, con thấy ông bán khô rồi. À, tỉnh nào lại lên lên lại nó mới lên nè. À, ai lên cô? Tỉnh. À, anh Lợi anh lên ha. Ừ. Ừ, trời, con lên lấy công bằng lại cho cô chứ con không biết ông kia ông nói sao mà thấy nói hai ba điều Ba rồi. đi bệnh nó nói ra có nhiều, nói nhiều nói cho có. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi mấy bữa nay con có đi làm gì không? Cũng có đi bán số bình thường nè, Thì nó bao nhiêu ngang qua lại nó bữa nay lên rồi, mấy cái 70 tấm hết rồi, bán 1 tấm hết rồi. số? À, lại nói là bữa nay lên ha. Ừ. Thì cái Lên chụp hình mà mấy quần áo cắt á, mấy mẹ quỷ bên cô ở đâu ta cắt cái áo mà còn 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 cãi. vậy là cái câu chuyện là cái chú Nhân là cắt quần áo cô là có thiệt hả? Ừ chứ sao không thiệt, sáng cô đi bán số chưa về, tấu ngủ nhà bà chị, sáng về nó hô khuya cái nói bà về nhà bà còn gì không, còn nói vậy nữa. Rồi cái ông uống cà phê á, chửi này đĩ này nọ, cái đưa cái ông uống nước quán cà phê á, ổng nghe nữa, chửi chửi ổng, cái ổng còn nói ông mày nói chuyện sao mất dạy vậy. Chửi chửi không à, con cháu nữa chứ, Trời con ơi. cháu Vậy là cắt quần áo chú. ráo với cái dao khoai á, cũng lấy luôn cái dao mỏng á, cũng đầm cứa bầm 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 khúc luôn. Trời Có ơi. mà người còn cãi thì cô nói có gì là con nó cô nói thiệt là chứ không có giấu gì, không có nói thêm được bớt Thì ngày. tụi tụi con thấy cái chú kia nói chuyện thì cũng nghe cũng không có tin mấy rồi, bởi vậy tụi con cũng phải là xác minh hai bên để mà giúp cô chứ không có gì hết á. Ừ. Cô nói sao có vậy chứ cô đâu có nói thêm đâu. Đồ tủ chắc chắc cái nó khóa lại lấy chìa khóa này chứ. Để sáng cô mới về giật ra. Có bà sát bên đó, hai ba người qua đó, qua coi á, chắc ráo. Nhiều người coi lắm chứ bộ. Dạ. Rồi hôm bữa chú đó đi rồi chú đó có nói với ai không cô? Có nói với ai vòng vòng phòng đó Thì hầu khuya chắc 10 giờ 11 gì á, nó rồi về, mấy mới ở cảng, không có cho về. Nó không? đâu thu để sáng về. Cái ở đây khuya đã về, mấy bà này có hai ha. Mấy bà này có hai ha. À. Cái bà nó đi hồi nào cũng có hai. Cái sáng điện cô mới bà về nhà mày cái còn gì không? Còn nói vậy đó. Cô cũng không tin, nói chắc nhà có gì đâu còn tại không sao trời. Về tới nói cái bà sát bên nó qua. Bà qua nó coi tới nó canh banh đó. Hột Bà. gà nè, hột gà đặt một một một, một đầu luôn. Nó bày hột gà, trứng gà đó. Khuấy ăn thôi là một đầu luôn. Là có bao nhiêu là lấy đập ra kho hết ha. Mua mấy chục tròn, còn hai mấy trứng rồi sáng rồi cho mấy người này người chụp chụp. Còn mấy trứng á, mua trăm mấy, ổng mua trăm mấy lận. Để là một đầu hột gà. Okay. Hồi đó cô chưa về nha, cái bà sáng bên nó qua đó, qua họ thấy á. Rồi mấy nay là cái chú đó có điện cô nữa không? Bữa đó chửi cô nỉ này nỉ nọ cô chặn rồi, giờ đâu biết số đâu nè, điện điện chửi kêu lên đây luôn á chứ. Là gì vậy? Là chú đó với cô gì ở mấy bữa mà chú đó là mới 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 như vậy cô? Ở ba đêm mà mới ngủ nhà trọ hết đêm rồi, còn có đêm quay lộn là cô lặn nhà nhớ bà chị ngủ. 3 đêm là tới đêm thứ ba là coi như Ba là ngủ có 2 đêm à, ngủ có dạ 2 đêm à, đêm nhận gây lộn với lại nhà trọ ngủ, dạ hai nhà trọ ngủ ngủ có 2 đêm á. trời ơi. Là cái đêm đó là cô không dám về luôn. Không, em làm thế ớt rồi về cái gì. Xong tự nhiên đang đang gây cái mua bán vàng, cái gây cái đóng cửa lại, cũng sợ cũng chết luôn á. Cô là bọn ngọt ngọt cái cô đi bán luôn đó, Mà cặp với số trước mặt nó luôn mà nó không có bán số. cô đi bán vé số mà sao chú kia là kiếm chuyện gây lộn là sao ta? Thì bởi vậy không cho bán đó, Không cho bán thì lấy tiền đâu xài. thì bởi vậy mới nói rồi bán bông với bán nhẫn rồi hết cho nên cái nó đi buôn bán tin không, rồi bán rồi cái đi luôn làm gì nữa, nó đang gây lộn nữa đó. Hôm bữa chú đó dạ chở cô đi mua là mua đôi bông với nhẫn hả? Tự trả tự móc bóp cho anh tải chứ cô có cầm tiền nó đâu.
Ờ, vậy mà ông lên cộng đồng mạng ông nói như đúng rồi, nói là ông chờ cô kêu ông chở cô tới chỗ tiệm vàng, cô tự vô mua rồi, tự lựa rồi Có tự à, ông nói đi, ông nói không có đúng, cô đó quay ra đó, vậy nghe cô đó nói đâu đó rõ ràng chứ không có nói sao bậy đâu. à, vậy là ngay chỗ tiệm vàng đó có camera quay lại luôn ha, là lúc lúc đó là chú đó là giữ tiền hay là cô giữ tiền? Tại nói ổng giữ tiền chứ cô không có biết nữa, không có mua vàng, không có dòm tiền, ổng nó quay ra đi, cô không có dòm tiền ổng luôn, không có Trời, cầm tiền luôn. mà sao ông này đàn ông con trai mà lên nói chuyện kỵ trời. Thì bởi vậy À, cô mấy bữa nay cô cũng nghe coi được mấy cái clip của mấy anh em ổng lên nói chuyện rồi đúng không? à, lên coi rồi nay 2 bữa rồi cô không coi, ai chửi cô thì cô nói điện nói sao nói cô có ông nào nói cô mượn ổng 3 triệu đủ ổng chơi nó có ha, cô từ nào không có vòng vòng đây, từ nào hồi xưa giờ không mượn tà khổ chịu chứ không có mượn tiền ai, cô tánh tánh cô không mượn tiền ai một đồng. Rồi cô có bây giờ ổng lên ổng đòi như vậy rồi cô có ý định là trả lại đôi bông với nhẫn ổng không? Bán hết đưa chồng 2,8 đó rồi còn như cô lấy số bán này còn ha Vậy chứ là không ăn ha. hôm bữa mua đôi bông với nhẫn là hết bao nhiêu tiền? 9,6 triệu 10 ngàn 9,6 triệu rồi hôm bữa là ổng đòi đi chửi cô rồi xé quần áo rồi là cô đi bán là cũng đưa cho ổng rồi ha. cô kêu mà bạn đây nè là lấy tiền đưa ổng chiều đưa đi tiền rồi đưa 3 triệu ổng lấy ổng kêu bán hết ổng mới lấy đó. Thì À cô xét cô đi bán luôn. vậy là hôm bữa là cô có nhờ người bạn là đưa cho ổng 3 triệu là cái tiền bán nhẫn với đôi bông nhưng mà ổng không chịu lấy ha. Dắt chiều quá là cô đi bán cái bông rồi mới đưa cho ổng 3 triệu ổng có chịu, Dạ. đưa cho ổng 3 triệu ổng có chịu mới bán cái bông với chứng nhận cho ổng mà ăn, thì cô không có bán, cô đi bán rồi cô đi mới đi bán cái số điện hoài à, điện hoài chửi cái cô mới kêu bà sát bên đó là lấy tiền giùm đưa cho ổng. À. Vậy là Chiều đưa cho ổng rồi ổng lấy. đôi bông với nhẫn là có 9 triệu mấy 10 triệu hả? Vậy mà sao Chính chưa? ông nói không đưa cô 27 triệu ghê trời. Ổng đi khùng á, đi khùng, đi khùng. Ừ. Đi khùng có nhiều nó thêm làm gì? Có Thì nhiều nó nhiều đi nó thêm. mà hôm hôm bữa mua vàng đó là cái hóa đơn mua vàng cô còn giữ không? Có chụp trên máy nè, cô quên lắm, có chụp trên điện thoại nè. À, nhưng mà cái hóa đơn đó là ổng giữ hay là cô giữ? Cô giữ chứ bán rào giữ gì À, nhưng mà cái hóa đơn mà lúc mua thì cô vẫn còn chụp lại ha. chụp lại nơi chân hóng coi á À. vậy cũng thấy vậy Trời đất ơi sao mà ông lên ông nói xấu cô dữ vậy, cái chữ cô là trên đi bệnh tưởng tượng. vậy sao rồi hôm bữa cô lên kênh của mấy anh em mà cô nói ăn bánh trả tiền gì tùm lum hết trơn, giờ cộng đồng mạng chữ cô quá trời Tiểu luôn. á tiểu đòi tiền để làm lung thì nói vậy cái rầu đi chứ không lẽ ngu hả, đi bán vàng đưa chậm hết bủn phùng hả, nó hả nói ra cái mấy mẹ trên nó chửi Rồi hôm bữa cô bán vàng nó ra lại là được bao nhiêu tiền? tự tại cứ nói gì hoài nói hoài thì bán tao bông 6 triệu mấy 3 triệu mấy, chứ năm 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 triệu mấy quên 5 triệu không mấy. có đủ chỉ không ờ không có đủ chỉ. Rồi hiện tại là cái số tiền đó còn không? Còn hai đi bán số lấy số đi bán nè, còn 2-3 triệu nè, Còn 2-3 triệu. bán ngày còn mất, cứ bán ngày còn mất Sao bán càng ngày càng thâm vậy? nè, bán ngày còn thâm, bữa đó còn 3 triệu mấy thì bán ngày còn Rồi ông nói lên ông nói nếu mà ông tin thì lên hỏi cô Sáu là em của cô hả? Cô Sáu là em hay là chị? thâm. Không, nhà trọ, gần nhà trọ sát bên đó. Là cái chị cái cô Sáu đó là chỉ Hỏi gì? là ở trọ gần thôi ha. Ba có biết gì hỏi từ bữa đó nay cô không có qua lại phòng nào á. Về hôm bữa con có Tắt nghe cái không chú con có nghe chú Nhân bán khô đó nói là hôm bữa đó là qua bữa sau là cô dẫn chú Nhân nó ra mắt mấy người em người chị của cô hết hả? ơi, có ra mắt ha, đi lên trển ông anh đi làm ở trước có nói chuyện ha, ra mắt. Cô ông khùng quá chứ, có về trển thiệt. Ông cho mấy con khô á Dạ. em mà trển mấy bà bạn đây nè cho người con hai con vậy đó chứ có ra mắt gì thì nói quen thôi chứ có ra mắt gì ổng bay làm có ai ở nhà
Vậy là hôm bữa là chưa có giới thiệu luôn hả? Không, không có thiệu gì nha. Nên đợi cái ông cười cái ông bắt đầu cái ông đi làm cái nói chuyện hay. Ông từ nào cũng chuyện. Dạ, rồi ông nhắc cái từ cô Sáu đó là cái cô Sáu là ở gần cô phòng trọ thôi chứ không? Cô Sáu sát bên nhà trọ nè. Ta có biết gì đâu hỏi người ta. Ừ. Từ bữa đó nay còn có qua mấy bà ở chân nữa. Dạ. Qua chân luôn. Trời đất ơi, ông này ông dữ vậy trời. Ừ, ông nói thêm chứ không có quá trớn. Ai ở đây thương ổng. Cái bà sát bên á, là nói ổng nằm, ổng cũng hung, đứng, ổng cũng hung, rồi đứng, nằm ngủ, ổng cũng đứng dòm. Ổng cũng liên lịa, cái cô bực bội, cô đi ra ngoài. Cái bà sát bên nó nói, anh làm cái gì bà bực bội à? Nó tự thương bà, hung bà, mà bà cũng, ổng, bà cũng bực bội đi. Ông già đâm nhớ nít, không quay. À, vậy là cái chú đó với cô mà trong cái thời gian mà mới vừa về ở chung là chú đó là hung cô tối ngày hả? Ai mà chịu. Trời ơi, mấy bà nó nói thế, nó tôi thương bả tôi hung mà bả còn chửi bả lại rầy mà ông khóc nói ông cũng ngầu khóc hết 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 gì mà như nít đi gì mà như nít vậy trời. Đi tốn tuổi vậy mà mà hung mà có làm gì không? Có làm gì không mà con không bằng ngày vậy, bằng ngày vậy, ông không nhẹ nhẹ vậy đó. À. Ông ngủ không có yên nhõng, ông ngủ quay qua nhắm mắt là ông chơi dụng hung nữa. Ôi đất ơi, người ta thương ta hung mà có gì đâu, chắc ngủ người ta mà cứ họ không cho hung, cứ nằm nhẩm theo tay. Hung là không có làm gì cô nữa hả? Không, hung thôi à. Ủa gì mà kỳ vậy trời, vậy là chỉ có đêm hôm bữa là trong phòng trọ là chỉ có làm đêm đó thôi, còn mấy đêm sau là về ở chung là coi như là chỉ hung rồi. Hung tôi nói hung tấu ngày, bằng ngày cũng hung. Ông này ông bậu, ai mà chịu nằm ngủ quên cái mở mắt ra đứng trong ngọng em ru, đứng trong ngọng hết không chứ. Tôi nói trời ơi trời hết không chứ. Cái gì cũng giống ma đó nè. Cô ngủ ông không chịu ngủ mà ông đứng ông nhìn cô hoài vậy đó hả? À, thấy hả, cô nhắm mắt là ông đứng ngay cái mặt giờ mở mắt ra cái thấy trần dần dần là ổng, cái mà ổng khóc. Sao ông này con nghe cô nói chuyện sao nhìn ổng biến thái như trời. Ừ, trời. Cái bà sang bên đó, bà bãi sang bên hỏi ổng. Hỏi ổng giao bả một bậu, nó thương bả hung bả, bả ổng cho. Cô thấy vậy, cô sợ ổng không? Trong sợ, bữa đó cái lộn cái tự nhiên đóng cửa lại hết hồn chứ. Ôi, tự động chết cái cô làm hình cái thằng cô lại cũng mở cửa tự làm thế. Ừ, cái gì ở chung cô, mà gì đâu mà nghe sao cô nói vậy chứ không có nói thêm. Mà con nghe cô kể mà con sợ ổng luôn, cái gì mà biến thái vậy trời, canh cô ngủ nhắm mắt là ngủ, nó nằm sát bên nó cũng chơi hung trời ngày đi ngủ cũng nó hung hoài thì khùng á. Còn nó vợ ổng lấy tay nữa, nó vợ ổng lấy tay bỏ ổng. Trời ơi, gì ghê vậy. Cô bữa nay cô chia sẻ là bình tĩnh lại, cô chia sẻ con nghe nó mới hết hồn giọng chứ hôm bữa cô thiệt còn... chứ bộ dạ. Thiệt chứ bộ. Ừ. Mà về ở chung không làm gì hết trơn rồi đè đầu rồi hung rồi canh cô ngủ rồi không phải đè đầu mà không tê cũng hung gì chứ không phải đè đầu. Dạ. Mà không hoài nhắm mắt lại cái nhậu dồn. Nó trùng nồng vậy, không hiểu luôn. Ờ vậy là cái ông này, cái thằng kinh ổng có vấn đề rồi đó cô ơi. Ờ vậy cô nói là có, hỏi là bảy xong bên. Bà bảy à? Hỏi cô bảy, cô sáu đâu là cũng ở chung với dãy nhà trọ đó ha. À, mà mấy ngày cô cũng không có buồn, bực cũng không có qua, mới giải chơi nữa. Không có giải chơi. À, rồi hôm bữa là cái chú đó ở nhà quậy rồi xé quần áo đó là mấy cô đã thấy không? Không, sáng qua sáng lại cô đi bán số chưa về ngủ á, đằng đẵng á, cái bán số chưa về cấp điện mới mày về nhà này cô còn gì không. Ừ, cô đâu có tính gì, nói tự nhiên nó hơi nhà trọ mà vậy mày nhà mày còn gì để gì, cô có tính gì á, nhà trọ mình đâu có gì. Yeah. À, cái kia bà bạn sát bên đó qua thấy nầu niêu trứng hụt dịch tới lu số bu nhà luôn. Ừ. Cái cô về, hai cái cô về cũng thấy tao chết nhà đỏ tranh bánh, hột vịt, hột gà, hũ cà phê cũng mất tiêu luôn. Dạ. Yeah. Cô hồi nãy cô nước gà giờ có nấu đâu, khi kiếm mấy người bán á. Dạ. Không có loại đó.
Rồi hôm bữa là cô quyết định mà về ở chung với cái chú Nhân bán khô đó, cô có điều tra kỹ về cái thân nhân cũng như là gia đình của chú Nhân này không? Điểm đấy ổng không có nhà cửa gì, bán ở đâu ở đó. Ổng cũng còn nói mấy bà này, nó nói hồi đó ổng ở trên này mấy năm, rành đường cũng hơn gì đó. Vậy mà ông nói ông không biết đường rồi trên đó là Không, hôm bữa. trời ơi, ổng đi tấu ngày luôn. Ổng đi, ổng nói ổng đi xuống Củ Chi, ổng coi xe. Rồi ổng nói đi đâu coi xe. Ổng nói ổng ở sống cái này mấy năm. Này, ổng nói với mấy bà đây nè. À vậy là hôm bữa là đi mua vàng là coi như chú đó biết đường chở cô đi mua hết hả, hay là cô tự ý là cái Nghe cùng vậy? cô kêu cô với ổng đi mua. Dạ Ổng cũng rành đường này vậy. dạ Ổng ở trên đây mấy năm mà. nhưng mà cô cho con hỏi là một lần nữa, lúc mà mua vàng đó là ổng đề cập kêu cô mua ha? Ổng kêu mấy bữa ở dưới là Phúc nói ổng đòi mua nhẫn cho cô. Dạ Cái cô đấy sao đi, tay cô bự lắm, không có mua được đâu. dạ Ổng kêu mà mua ổng cỡ Phúc nữa mà ổng xạo ổng á. mà cô trong trong cái giai đoạn mà ở chung với cô, chú Nhân bán khô ở chung với cô á, là ngoài những cái hành động biến thái cũng như là hung cô tối ngày với mà canh cô ngủ rồi chú Nhân nó ngồi nhìn á, là ngoài cái đó ra còn cái gì nữa không cô? Không, chỉ vậy đó. Ngay trên đây tánh tình ổng sợ cô lắm, ổng có nói gì vậy à, sợ cô tánh quen hùng gì đó. Sáng hùng vậy thôi chứ không có làm ăn gì cho đã. Ủa? Nó thêm nó bớt các bạn. Hầu Thanh mà chưa về đây, chưa gặp mặt là ông đòi mua nhẫn rồi, cô không cho đâu. Cái dạ vụ ấy nha. trời ơi vậy đó mà ông lên mạng ông nói như đúng rồi trời, nếu nếu mà Đòi mua nhẫn gửi cho Phúc mà cô đâu có chịu. Nó sao đi, tay cô bự lắm, mua không được đâu. Để chừng nào gặp nó mua. Ra bữa bữa cái lộn là ông điện Phúc, Phúc điện ổng ngày mấy chục phút. Phúc Dạ, tiểu lý lịa luôn. hôm qua hôm kia con thấy Phúc cũng có lên tới trên kia để mà nói chuyện với ổng, nếu mà ổng đàng hoàng là đâu có che mặt ổng đâu không cô, mình có sao nói vậy là đâu có che mặt lại. Có gì À, ông nói thật lắm. bữa nay là mấy anh em cũng lên gặp cô để mà lấy lại công bằng cho cô ha. Qua cổ điện lên đó dòm quần áo đó. Tay nào mà mấy người bà kia nó tự cô cắt, tay nào mà cắt còn mấy bộ mai lâu mà chưa bận, tiếc đồ chưa bận cắt ráo luôn. Ông em dữ vậy trời. Thôi là bữa đó cô không có gì chứ cô về là không biết ông làm gì cô luôn á. Thì đó, bữa bữa ông tự nhiên đang cái lộn, cái ông đóng cửa là hết hồn. Cái cô vụ vụ nói tức hết cái mở cửa ra cho tôi luôn. À vậy là trước đó là có gây lộn rồi xong rồi cái chú đó coi như là có ý định là nhốt cô trong phòng luôn phải không? Khóa cửa lại hả? Khóa cửa là ông đứng đứng mặt làm thế lắm. Rồi cô mới dụ dụ mở cửa ra, mở cửa ra là cô đi bán luôn. Về ở mới mấy bữa mà ông này cũng ghê trời, có nhiều khi cái thần kinh của không có bình thường nữa. Thì đó, về chứ bữa trước qua sau cái bữa trước cái lộn cái qua sau khi mua mua dê mua gà, ông nói thế xe mà sao không đi thế mà kêu ô cô mua gà mua chậm hết. À Ông kêu ông nói ra tiền này nè, trả giá sao không biết, mấy 8 triệu. Cái đúng cuộc cái nó thâu 8 triệu rẻ lắm, cô nói 8 triệu rẻ, thế nghĩ đi, thế 5 triệu. Mà à ổng không có chịu đi thế. Sao vậy là có vấn đề rồi. dạ vậy là mua vàng là sau này sau cái ngày sau nó mới mua chứ không phải là cái ngày mà cô với chú là ngủ trong phòng trọ là qua sáng mới mua phải không, rồi qua ngày sau nữa. Đã nói là đi đi ngủ đi, về nhà trọ ngồi uống cà phê với mấy bạn nè rồi mới đi mua. À Sáng á, sáng ngày đó luôn. dạ sáng ngày đó luôn. À, Sao nó vậy, nó thêm nó bớt, có nhiêu nó nhiêu lên, nó có 14 triệu mà dám 27 triệu, 28 triệu là 500, là đúng chính hai ông luôn. sao ông này không Hai nói. tám triệu 500 mà sao qua bữa sau hết, nói sao không có lý. Ông nói gì sao mà nói đưa cô 27 triệu mới ghê giá rồi trong Hai túi mấy triệu ông còn triệu mấy mà làm sao có ngày bữa nay cái ngày mai hết. dạ Chị không có đúng, có nhiều nói nhiều đi, nói quá tớ. Thì hôm bữa thì cô cũng có bán nhẫn với đồ bông mà đưa cho ổng 3 triệu mà tao không lấy. Đáng đâu đâu bông tứ
Dạ. Ông tước tôi đưa ổng 3 triệu, ổng có lấy chiều đó, không có lấy. Rồi mấy cô mới đi bán số, cầm cái số vậy mà ông nói không có bán. Dạ. Cầm ngay trước mặt mà nó không có bán, nó xạo tới rồi. Rồi, thì thôi cô đi bán vé số đi ha, bữa nay mấy anh em lên có gì lấy lại công bằng cho cô. Rồi, quan trọng.